trong đó Philippines tăng 8.929 ca, Indonesia tăng 5.944 ca, Malaysia tăng 2.776 ca, Thái Lan tăng 2.048 ca, Campuchia tăng 580 ca, Lào tăng 113 ca, Singapore tăng 45 ca, Myanmar tăng 10 ca. Tại Campuchia, dịch COVID-19 đã lan ra khắp 22 trên 25 tỉnh thành. Tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Tính từ 18 giờ ngày 26 tháng 4 đến 6 giờ ngày 27 tháng 4, Việt Nam tạm thời không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Hiện tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.852 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 38.919 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 518 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 23.409 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 14.992 người. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta hiện nay là 2.516 bệnh nhân trên 2.852 người mắc COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 13 ca, số ca âm tính lần 2 là 15 ca, số ca âm tính lần 3 là 20 ca.